đón Tết hốt hết lộc trời. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, gặp thời chuyển vận, hóa hung thành cát, trúng số liên tiếp, đón Tết 2025 âm lịch, cực giàu, cực sướng. Một đường dẫn lối công danh, đất trời thuận lý đạt thành thiên thai, mệnh người mãi mãi an bài, chấm thêm một quẻ phát tài thành công, mai sau đón nhận lộc hồng, đôi đường dẫn lối mênh mông tiền tài. Vâng, quý cô bác anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi, Quý Sửu sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Quý Sửu hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Quý Sửu phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Quý Sửu đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Quý Sửu không được dễ dàng làm mấy. Quý Sửu thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Quý Sửu hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Quý Sửu những điều bất như ý cô bác anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Quý Sửu hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Quý Sửu đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Quý Sửu, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Quý Sửu nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh, thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Quý Sửu thay đổi thì thái độ của Quý Sửu cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Quý Sửu sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Quý Sửu chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Quý Sửu có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu thường là những người có đầy đủ những phẩm chất tốt, họ được biết đến bởi tính cách cần cù, chăm chỉ, họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Những ai sinh vào năm Sửu thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được bao sóng gió cuộc đời. Nhưng có đôi khi tính cương quyết khiến họ trở nên bướng bỉnh cứng nhắc, bởi lẽ một khi đã quyết định thực hiện điều gì, họ khó có thể thay đổi mục tiêu của mình. Lời nói và việc làm của người tuổi Sửu thường đi liền nhau, đó là tính cách nổi trội của họ. Sức chịu đựng và lòng quả cảm của người tuổi Sửu thật phi thường. Họ giống như mũi tên nhọn xuyên qua bất cứ rào chắn nào mà người đời cố tình dựng lên trên con đường đi tới của họ. Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, họ là người chăm chỉ và chu đáo. Khi làm việc họ rất có phương pháp và quyết đoán. Họ có tài lãnh đạo, người khác rất nể phục tính dứt khoát cũng như sức chịu đựng của họ. Họ là người biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt. Với bản tính bất khả xâm phạm, họ chọn lựa nghề nghiệp rất kỹ càng, miễn là họ được tự do làm điều họ thích. Người tuổi Quý Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm.
Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ nỗ lực, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh, về cả thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến tuổi Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Tuổi Sửu là con người thẳng thắn thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Sửu kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai, dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc. Những người này bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì tuổi Sửu vẫn ung dung hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cẩu thả. Họ chậm rãi chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa tuổi Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao, họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc, bởi vậy đôi khi cuộc sống của những người này thật nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi Sửu dù không lãng mạn mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình, dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ. Nhưng thực ra tuổi Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã, khó khăn, họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc. Lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tuổi Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm, nhưng tuổi Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang. Đối với tuổi Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người, bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng đùa cợt bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tuổi Sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai tuổi Sửu cũng coi là những người tri kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi Sửu. Chung thủy, âm thầm và ấm áp, họ luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình,
không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên đàn ông tuổi Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu luật lệ của mình. Kết hôn với phụ nữ tuổi Sửu, bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian. Cô ấy là con người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình thì phụ nữ tuổi Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất, giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua thử thách. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại xúc phạm mình, tuổi Sửu sẽ ôm chặt thù hận trong lòng, đôi khi họ bảo thủ và hay chấp vặt. Tuổi Sửu cũng không đủ bao dung để dễ dàng tha thứ lỗi lầm của một ai đó. Khi gặp phải những chuyện phiền muộn đau khổ, họ có xu hướng khép mình, không tâm sự với bất kỳ ai. Người tuổi Sửu tính tình thẳng thắn, không bao giờ lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình. Họ có trách nhiệm với tập thể, làm việc cũng vì lợi ích của tập thể. Luôn khiêm tốn, nhường nhịn người khác, họ song phẳng trong vấn đề tiền nong, không nợ nần vay mượn ai quá lâu. Họ giỏi chịu đựng những áp lực trong công việc mà không hề kêu ca. Đối mặt với những kẻ chua ngoa mồm mép, tuổi Sửu giữ được thái độ bình tĩnh, hòa hợp, nhưng một khi lòng tự trọng của mình đã bị xúc phạm, tuổi Sửu sẽ nổi giận và bỏ đi. Trong gia đình, mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng tuổi Sửu luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp ngọt ngào. Có đôi lúc họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán tẻ nhạt, nhưng cũng có đôi lúc họ đem lại niềm vui tiếng cười cho căn nhà. Những chú trâu sinh ra vào ban ngày sẽ năng động, nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền, nhưng lại vất vả hơn những chú trâu được sinh vào ban đêm. Tuổi Sửu sinh vào ban đêm cả đời sống trong an nhàn, bình yên, nhưng cuộc sống không mấy dư giả, chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Trong công việc, tuổi Sửu nổi tiếng là người công tư phân minh, giải quyết mọi việc theo lý trí, không để tình cảm riêng xen vào công việc chung. Họ là những người đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nếu bạn đang cần một lời khuyên, hãy đi hỏi tuổi Sửu, anh ta sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất để tháo gỡ rắc rối của bạn. Họ rất cẩn thận trong việc giao lưu kết bạn, họ cởi mở, nhưng tuyệt đối không bừa bãi thân thiết với một ai đó để xây dựng một mối quan hệ gắn bó lâu dài. Tuổi Sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương, họ sẽ chỉ trở thành những người bạn thực sự của nhau khi hai bên tìm được sự thấu hiểu, tương đồng và tôn trọng lẫn nhau. Người tuổi này có đầu óc thực tế, không viển vông, họ chân thành, trung thủy và khiêm tốn, tuy nhiên họ rất dè dặt với một vài người, thậm chí thờ ơ và xa lánh. Ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng thực tế họ rất cầu tiến và tham vọng. Họ có khả năng thuyết phục và thường thẳng thắn với những gì bất bình bất kể hậu quả ra sao. Họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán và biết nắm bắt cơ hội đang đến, nhưng họ cũng rất chân thành và tin tưởng trong cách đối xử bạn bè. Họ lại là mẫu người sống khép kín, họ không thích bộc bạch tâm sự của mình với người khác, họ thích làm theo ý mình hơn là bị bó buộc bởi áp lực nào đó. Họ điềm tĩnh và trầm lặng, nhưng nếu có ai đó làm họ giận hoặc bực mình thì họ lại rụt rè cả nể, tính khí bướng bỉnh và ương ngạnh, lắm lúc làm phiền lòng người khác. Thường thì mọi điều đều suôn sẻ, nhưng họ cũng biết chấp nhận thất bại mỗi khi vấp ngã. Họ thường hay suy tư, không có óc hài hước và chẳng mấy thiện cảm với người mánh khóe lừa lọc. Họ muốn luôn giữ vững lập trường của mình. Nam Sửu tượng trưng cho thành công sau khi trải qua bao gian khổ nỗ lực mới đạt được. Đây là những người làm việc không biết mệt. Người sinh năm đáng tin, điềm tĩnh, có nguyên tắc, quy củ, là một người làm việc cẩn thận tích cực, không biết mệt mỏi, rất nguyên tắc nhưng vẫn công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng nếu muốn thay đổi quan điểm của anh ta thì rất khó, vì anh ta cố chấp, đôi lúc còn thiên vị. Người tuổi Sửu cần cù nỗ lực vượt bậc mới gặt hái thành công, mặc dù chậm chạp cứng nhắc như thế, tuổi Trâu không phải là con bò sữa ngoài đồng. Con vật khỏe mạnh này sinh ra đã là bậc lãnh đạo, đáng tin cậy và có khả năng tự nhiên làm nên việc lớn. Tuổi Trâu lề mề và nguyên tắc, nhưng theo những dự toán từng bước một và không hề mất hướng, thiên hạ thấy tuổi Trâu quá nghiêm khắc và khó thay đổi. Cá tính bền chặt tự nhiên làm tuổi Trâu mất tình xã giao và trở thành ngượng ngập giữa đám đông. Tệ hơn nữa là tuổi này không màng tới người khác suy nghĩ ra sao, mà chỉ thích làm điều gì họ nghĩ là tốt cho họ, nghĩa là tuổi Trâu không quan tâm đến chuyện bị xô đẩy lắm, bởi vì họ nghĩ là họ là người tốt trong thiên hạ. Lý thuyết này cũng đúng, bởi lẽ tuổi Trâu thông minh, đáng tin cậy, biết quan tâm đến người khác và rất trung thực. Nếu bạn cần lời khuyên chân thật như nhất và không thiên vị thì cứ hỏi người tuổi Trâu. Cái khó nhất cho tuổi Trâu là làm sao khắc phục mình khỏi phải tật thành kiến đã khiến họ khó làm thân với người khác. Nếu tuổi này biết đánh giá những phẩm chất tốt của riêng mình, họ sẽ mở rộng tấm lòng ra để đón người khác vào. Người tuổi Sửu rất bảo thủ, khó chấp nhận ý kiến của người khác, song khi lâm cuộc lại rất hiên ngang, dũng cảm, bình tĩnh xử lý vấn đề, đưa sự hỗn độn trở về trật tự,
Họ là những người trong kinh doanh dựa vào logic, dựa vào trí tuệ, làm việc gì thì làm đến cùng. Chính vì vậy khi giải quyết công việc chủ yếu dựa vào lý, ít khi tựa vào tình, do vậy có chút cực đoan, nhưng thẳng thắn, liêm khiết. Do người tuổi Sửu chắc chắn đáng tin cậy, có ý chí vượt qua mọi gian khó mà thành đạt, nguyên tắc tự tin và điềm tĩnh, thích ẩn mình nên sẽ được lãnh đạo và người có uy quyền tín nhiệm, chỗ nào cần trách nhiệm ở đó có anh ta, nhưng nên chú ý thận trọng, bằng không thắng lợi khiến cho u mê. Người cầm tinh con trâu đi theo con đường chính tắc, có trình tự, không thích đi đường tắt, trong làm ăn rất rõ ràng, dứt khoát, họ thích sự tôn nghiêm và đức hạnh, khuôn mẫu, tôn trọng những điều đã giao ước ký kết, họ là nhóm người rất tự trọng và bản thân luôn tự lực cánh sinh, không muốn làm phiền người khác, đã nói là làm, họ không ưa nợ nần, trong kinh doanh khi buộc phải nợ hoặc cho đối tác vay chậm trả, họ luôn luôn nhớ chính xác con số và thời hạn thanh toán, đồng thời yêu cầu người khác cũng là như vậy. Nếu là chủ doanh nghiệp họ quản lý và điều hành theo mệnh lệnh, đối với nhân viên họ có yêu cầu rất cao và không thiên vị bất cứ ai. Họ là những người thẳng thắn, công bằng, trong mọi việc cũng như trong kinh doanh, không bao giờ dùng thủ đoạn để đạt mục đích trong quản lý gia trưởng. Và võ đoán, nhà doanh nghiệp tuổi Sửu luôn lấy chữ tín hàng đầu hay giúp đỡ các bạn hàng, không ưa những cuộc chiêu đãi lớn, những nơi đình đám. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Dựa trên thuyết ngũ hành, năm 2025 là năm Ất Tỵ, mệnh Hỏa, bản mệnh Quý Sửu mệnh Mộc, mệnh của năm tương sinh với mệnh của tuổi Mộc sinh Hỏa, rất tốt, can Quý tương sinh với can Ất, chi Sửu tam hợp với chi Tỵ. Trong năm 2025, nam nữ mạng Quý Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng cũng có những thử thách song hành, bởi vậy trong giai đoạn này nên cân nhắc kỹ nếu muốn bắt đầu một lĩnh vực mới, cẩn trọng về giấy tờ và pháp lý, giao dịch có hóa đơn để tránh nhầm lẫn. Vận trình tử vi tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ có nhiều thay đổi, đặc biệt là các vấn đề về tài chính. Nếu biết cách quản lý tiền bạc thông minh, thì bản mệnh sẽ đạt được thành công về tài chính và có cuộc sống chủ động, thảnh thơi an lạc. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025, nam mạng tuổi Quý Sửu gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Thái Âm là một trong ba cát tinh tốt nhất của hệ thống sao Cửu Diệu chủ về giàu sang, tài lộc. Sao này sẽ đem đến cho mệnh chủ nhiều tài lộc, danh lợi. Những việc liên quan đến bất động sản như mua bán, xây dựng, sửa chữa nhà cửa cũng dễ cát lợi. Chỉ cần chăm chỉ hoàn thiện trong công việc từng chút một thì kết quả nhận lại sẽ được tươi sáng. Cổ nhân từng khuyên răn, con đường đi đến thành công nào cũng không hề suôn sẻ, dù là thuận lợi hay khó khăn. Khi gặp phải cũng đều nên bình tĩnh đối mặt, thắng không kiêu, bại không nản. Luôn suy xét kỹ trước mọi việc trên đường đời mới là người trí tuệ. Với nữ mạng trong năm 2025, sao chiếu mạng nữ mệnh Quý Sửu là sao Thái Bạch. Đây được đánh giá là hung tinh trong hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về các tai họa bất ngờ. Sao này có tác động xấu đến những người tuổi Quý Sửu có tính ganh đua chủ quan. Còn nếu là người cẩn trọng khiêm tốn, làm việc gì cũng có kế hoạch cụ thể và chi tiết, thì bản mệnh không phải lo lắng nhiều. Chỉ cần gặp thử thách luôn bình tĩnh đối diện thì họa sẽ thành phúc. Cổ nhân thường răn dạy rằng, nhân sinh cuộc đời luôn có họa và phúc song hành cùng nhau, khi gặp chuyện xấu đừng để cảm xúc tiêu cực, đồng thời khi thành công cũng đừng tự cao, tự đại, luôn nhìn thấu nguyên nhân, hiểu rõ quá trình thì sẽ tìm thấy bản chất vấn đề. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ này gặp hạn Diêm Vương, đây là hạn cho nữ giới chủ về thị phi, tai tiếng, còn nam giới không bị ảnh hưởng. Tuy vậy Quý Sửu nam mạng không nên chủ quan mà cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân và gia đình. Có sức khỏe vừa là trách nhiệm với bản thân, vừa là trách nhiệm với người khác. Với nữ mạng, tử vi nữ mạng tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ 2025 gặp hạn Thiên La, chủ về sức khỏe, mâu thuẫn, tinh thần. Do đó nữ mệnh Quý Sửu nên ưu tiên cho sức khỏe, tránh xa thị phi tranh cãi để không bị lãng phí năng lượng, gieo nhân nào gặt quả đó. Nữ mạng tuổi Quý Sửu 1973 nên lựa chọn thái độ sống tích cực, giữ tâm trí yên bình và tự nhiên thì sẽ luôn sáng suốt. Về thể chất bản mệnh hạn chế thức khuya, nên tập thể dục buổi sáng, ăn uống điều độ sẽ có cuộc sống lành mạnh, từ đó gặt hái được những trái ngọt trong cuộc đời mình. 3. Vận niên. Vận niên của nam và nữ mạng Quý Sửu trong năm 2025 là kê hồi viên, giải nghĩa là gà về vườn, năm có vận niên này thì tài lộc sung túc. Gia đạo vui vẻ, năm này nếu bản mệnh vẫn làm việc theo kế hoạch mục tiêu rõ ràng, từ từ từng bước hoàn thiện chỉn chu thì sẽ thành công trong công việc. Đối với hầu hết mọi việc thì nên cẩn thận, không được chủ quan nóng vội, bình tĩnh suy xét thì mới đạt được thành công.
Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu 1973, năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp chỉ rõ rằng, thời điểm đầu năm 2025 âm lịch, khởi đầu năm Ất Tỵ là một tháng đầy may mắn đối với người tuổi Quý Sửu. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để bắt tay vào công việc của mình, hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến. Trước hết trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tử vi năm 2025, tuổi Quý Sửu âm lịch thấy rằng, những người giữ vị trí lãnh đạo cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt, định hướng của mình, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công. Trên phương diện làm ăn bạn cũng trở nên năng động hơn trước thời cuộc, nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Dịch mã cho thấy bản mệnh càng xông xáo, sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu, con giáp này đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé. Tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực, ngũ hành tương sinh giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc, tìm hiểu thêm về đối phương, gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Quý Sửu 1973, năm 2025 âm lịch. Người tuổi Quý Sửu hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình ngay trong thời điểm đầu năm 2025 âm lịch này. Bạn vốn là người có chí hướng, lại thêm bản tính cẩn thận, tỉ mỉ, nên ắt gặt hái được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới sự nâng đỡ của nguyệt lệnh lâm đế vượng, con đường công danh của bạn vô cùng hanh thông, rộng mở, bản mệnh sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Không tiếc hy sinh thời gian cá nhân để làm việc và cống hiến thì ắt sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ những mối quan hệ xã giao thuận lợi mà bạn luôn được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ mỗi lúc khó khăn, do đó, nhiều rắc rối trục trặc nhanh chóng được giải trừ, thậm chí bạn còn tìm thấy cơ hội trong thách thức, từ đó khẳng định được bản lĩnh và tài năng của mình. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, bạn biết sắp xếp đúng người, đúng việc, quyết đoán đúng lúc nên hoàn toàn có khả năng dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Trong tháng này, thậm chí bạn tìm ra hướng đi mới trong công việc, giúp mọi việc không còn tiến triển theo lối mòn quen thuộc, khiến mọi người đều cảm thấy hăng hái, nhiệt huyết hơn với công việc. Dịch mã chiếu mệnh cho thấy, bạn càng xông xáo sẵn sàng nhận nhiệm vụ bao nhiêu thì càng dễ gặt hái thành công bấy nhiêu, vì thế, bạn đặc biệt là người trẻ tuổi hãy đón nhận những điều mới mẻ, thậm chí là thách thức với tâm thế tích cực, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc tuổi Quý Sửu 1973 năm 2025 âm lịch. Xem tử vi năm 2025 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, con đường tài lộc của người tuổi Quý Sửu cũng có những điểm sáng đáng kể ngay vào thời điểm này. Bản mệnh có thể tìm được những cơ hội làm ăn không ai ngờ đến, lại dám dũng cảm thử thách bản thân, nên đồng tiền chảy về túi bạn là hoàn toàn xứng đáng. Người làm ăn, buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên đơn hàng bay về tới tấp, lại thêm việc đầu năm là thời điểm nhu cầu mua bán tăng cao. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được một khoản tiền nhiều gấp nhiều lần khoảng thời gian trước đó. Con giáp này cũng có thể thử tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay. Với người làm công ăn lương, bạn nhiệt tình với công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách để khẳng định bản thân, nên dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo. Nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương. Đây chắc chắn là một dấu hiệu vô cùng may mắn, ngay từ những ngày tháng đầu năm mới như thế này. Người có ý định khởi nghiệp cũng có thể tiến hành ngay vào thời điểm này. Dịch mã cho thấy bạn có thể sẽ phải xông pha vất vả hơn trước đây, thậm chí phải đi xa, phải làm việc ngay cả khi mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng thành quả bạn gặt hái được chắc hẳn sẽ khiến bạn hài lòng. Khi có điều gì không rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi thêm người giàu kinh nghiệm. Xét về phương diện tình duyên tuổi Quý Sửu 1973, năm 2025 âm lịch. Theo tử vi vận mệnh 12 con giáp nhận thấy, đầu năm 2025 âm lịch người tuổi Quý Sửu cũng sẽ gặp nhiều điều may mắn trên phương diện tình duyên. Dù là người đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bạn cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Dưới ảnh hưởng tích cực của nguyệt lệnh đế vượng cũng như ngũ hành tương sinh, người đã có đôi có cặp sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn cùng nhau san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Chính vì vậy mà quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, hai bạn có thể cùng cổ vũ, tạo động lực cho nhau không ngừng vươn lên. Với các cặp đôi trẻ tuổi,
các bạn còn có thể nhận được tin vui gia đình có thêm thành viên mới. Với người độc thân, bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Thậm chí bạn cũng có thiện cảm với đối phương ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Vì thế, bất kể là nam hay nữ, bạn cũng có thể chủ động trò chuyện, giữ quan hệ với đối phương. Thông qua quá trình trò chuyện thường xuyên, bạn có thể xác định được người ấy có thực sự phù hợp với mình không, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Quý Sửu 1973, Tết 2025 âm lịch. Tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Sửu nhìn chung ổn định, không có biến động gì quá lớn lao trong thời điểm này. Thậm chí những người bệnh lâu ngày còn có thể đón những tin tích cực, ví dụ như bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, bạn tìm được thầy, được thuốc phù hợp. Người trẻ tuổi phấn đấu trong sự nghiệp có thể sẽ phải làm việc khá vất vả, song bạn không nên khiến cơ thể rơi vào tình trạng lao lực, dù có đang làm ăn lớn đến thế nào đi nữa. Bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho mình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Việc rèn luyện thể dục thể thao khi có thời gian rảnh cũng là vô cùng cần thiết. Người đã cao tuổi chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức của mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách dài hạn trong năm để cô bác anh chị có một năm mới bình an may mắn. Đối với nam mạng Quý Sửu, kích hoạt cát tính của sao Thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2025. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Đối với nữ mạng Quý Sửu, hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2025. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị những vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xe ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Vâng thưa quý vị, đầu năm người Việt có tập tục chọn người hợp tuổi xông nhà để cầu những điều bình an may mắn cho gia đình.
Những người được chọn xông nhà là người hợp tuổi, hợp mệnh hoặc đơn giản là những người có lối sống đức độ, tử tế, được mọi người yêu quý. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Quý Sửu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Bính Thân 2016, khá, Đinh Mão 1987, khá, Tân Dậu 1981, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Bính Thân 1956, khá, Đinh Mão 1927, khá, Ất Dậu 2005, khá, Nhâm Ngọ 2002, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Mậu Dần 1938, không tốt, Canh Thìn 1940, không tốt, Canh Tuất 1970, không tốt, Mậu Dần 1998, không tốt, Canh Thìn 2000, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Quý vị thân mến, ở tuổi trung niên không phải ai cũng có được cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, nhưng nếu biết cách sống, cuộc đời sẽ bớt nặng nề đau khổ. Để tuổi trung niên an nhàn, đầy đủ, hạnh phúc thì có hai đừng, ba nên và ba không. Hai đừng. Một, đừng nghe theo con bán nhà, để rồi phụ thuộc dày già về sau. Từ thời xa xưa chúng ta vẫn luôn sống với quan niệm nuôi con để nương tựa tuổi già. Đó là lý do vì sao ngày xưa rất nhiều gia đình sinh đông con để mong sau này con cái lo cho mình lúc ốm đau bệnh tật. Thế nhưng một người khôn ngoan chính là chọn cách sống không phụ thuộc vào con cái. Con cái sau này cũng sẽ có cuộc sống riêng của chúng, nhà của mình sau này sẽ là của con. Nhưng nhà của con chưa chắc đã phải là của mình, có nhiều trường hợp con cái cần tiền. Nên khuyên nhủ bố mẹ bán nhà, tới lúc bố mẹ bán hết nhà cho đứa con tiền bạc, thì chúng lại sống bất hiếu, không yêu thương cha mẹ. 2. Đừng có ở chung quá lâu, nảy sinh va chạm trước sau mất lòng. Không phải con cái cứ sống chung một nhà với bố mẹ mới là hiếu thảo, nhất là sau khi đứa con đã có gia đình riêng của mình và vẫn sống chung với bố mẹ, thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt mâu thuẫn giữa nàng dâu và bố mẹ chồng. Người xưa có câu, xa thơm, gần thối, muốn gia đình yên ổn, con cháu hạnh phúc bản thân mình an yên, thì nên sống riêng, lâu lâu đến thăm nhau thì mới là chân quý. Ba nên. Một, nên sống độc lập thảnh thơi, ăn uống sở thích nghỉ ngơi tùy mình. Con người sống hạnh phúc nhất chính là lúc bản thân được tự do, chẳng phải nhìn ánh mắt của ai để sống cả, nhất là ở tuổi trung niên trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Thì giờ đây việc sống độc lập, có nhà để ở, có tiền để tiêu, chính là an yên nhất, không phụ thuộc cũng chẳng cần làm phiền đến ai. 2. Nên phải rạch ròi phân minh, xin, cho, vay, mượn, lý tình rõ ra. Trên đời này điều gì là khó nhất là vay tiền. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền là quý nhân của bạn. Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn không phải vì người ta lắm tiền, mà vì người ta muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào con người bạn của ngày mai. 3. Nên tích tiền bạc phòng xa, xảy ra hữu sự có là đỡ lo. Đến tuổi trung niên thì nhất định phải có một khoản tiền phòng thân. Thứ bạn có không phải chỉ tiền, mà còn là cả sự tự tin đối diện với những rủi ro. Mặt khác, nếu bạn muốn có một cuộc sống chất lượng cao, ngoài việc cải thiện kỹ năng kiếm tiền, bạn cần phải biết nên tiêu tiền của mình vào đâu. Khi bạn có khái niệm phương pháp tiết kiệm tiền phù hợp với thu nhập của bản thân, tài chính cá nhân sẽ được cải thiện theo hướng tích cực. 30. 1. Không nên làm nhà quá to, di chúc cho bán đắn đo thêm phiền. Đừng dại gì mà cả đời thắt lưng buộc bụng, bóp mồm, bóp miệng, dành tiền dựng lên một khối bê tông, sau đó vừa còng lưng trả nợ, vừa tự làm ô xin lau chùi quét dọn cả ngày,
rồi cuối cùng cũng ra ngoài cánh đồng nằm lạnh lẽo trong 6 tấm ván hoặc chui vào lọ sành. 2. Không chê từ chối quà, tiền của con cháu biếu thuốc tiên tinh thần. Khi đến tuổi già, niềm hạnh phúc duy nhất của các bậc cha mẹ chính là con cháu. Năm tháng mình vất vả nuôi con cái khôn lớn, thì giờ đến lúc chúng kiếm ra tiền báo hiếu cha mẹ, thường xuyên biếu quà, cho tiền cha mẹ thì hãy cứ nhận, đừng sợ con cái hết tiền, cũng đừng quan tâm con cái cho bao nhiêu, điều chúng ta nhận chính là tấm lòng, sự hiếu thảo chứ không phải tính toán được mất, nhiều hay ít. 3. Không làm bảo mẫu toàn phần, để con tự lập dần dần mới hay. Các bậc cha mẹ lúc nào cũng hy sinh, tận tụy vì con cái, lúc nhỏ thì chăm bẵm thương yêu, nuôi nấng, đến lúc con trưởng thành cũng chưa hết lo, sợ con mệt, con vất vả. Nhiều ông bố bà mẹ đến tuổi 60, 70, thay vì an hưởng tuổi già, lại đi làm bảo mẫu cho con toàn phần, nào là giữ cháu, phụ con làm việc nhà, tuy nhiên việc này là không nên. Bổn phận của mình đã xong thì nên nghỉ ngơi, cha mẹ rồi cũng khuất núi không thể che chở cho con cháu mãi, hãy để chúng tự lập dần dần, có thể gia đình mới hưng thịnh được. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.